Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với bản tin thời sự được phát sóng trên kênh Tin Mới Nhất. Lần đầu tiên cho phép chúng tôi xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý khán thính giả đã luôn đồng hành và ủng hộ cùng 30 tập của chúng tôi. Rất mong có được những ý kiến đóng góp của quý vị khán thính giả để chúng tôi có thêm động lực gửi tới cho quý vị và các bạn. Đó là những thông tin hay nhất, chính xác nhất về tình hình dịch bệnh, tin tức thời sự mới nhất trong nước cũng như là quốc tế, cũng như tin nóng bỏng 24 giờ qua. Còn bây giờ là bản tin ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi tới quý vị. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới trong bản tin ngày hôm nay. Các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Kính thưa quý vị khán giả, một trận động đất 6,8 độ Richter ở Tứ Xuyên khiến ít nhất 7 người chết. Theo Epoch Times, ngày hôm nay đưa tin vào trưa nay, một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter đã xảy ra ở huyện Lut, tỉnh Gansu, Tứ Xuyên, làm ít nhất 7 người thiệt mạng. Thông tin liên lạc địa phương bị cắt đứt, đường xá bị phá hủy, nhà cửa bị nứt toác, bể cá tràn nước và ánh đèn lung lay dữ dội. Cư dân địa phương bị nhốt ở nhà do dịch bệnh hoặc đang xếp hàng để xét nghiệm. Thông tin mới nhất vào chiều ngày hôm nay, một cuộc họp báo tại tỉnh Gansu cho biết đến nay đã có 7 người thiệt mạng do trận động đất gây ra. Những thiệt hại về đường xá, thông tin liên lạc, nhà cửa vẫn chưa được biết. Ngày hôm nay, mạng lưới động đất Trung Quốc đưa tin vào lúc 12 giờ 52 phút trưa, một trận động đất có cường độ 6,8 độ Richter đã xảy ra tại huyện Lut, tỉnh Gansu, Tứ Xuyên ở vị trí 29,59 độ vĩ Bắc, 102,08 độ kinh Đông với độ sâu tâm chấn là 16 km. Người đàn ông ở thị trấn Mosi, tâm chấn của trận động đất, nói với phóng viên Đại Quỷ Nguyên vào chiều ngày hôm nay rằng anh ta không có ở nhà khi trận động đất xảy ra. Liên lạc với địa phương đã bị phá hủy và không thể gọi điện. Người dân trong thị trấn không liên lạc được vì liên lạc bị gián đoạn. Tôi chỉ nghe nói là đang sửa chữa nhưng nó chưa được sửa chữa xong. Người đàn ông cho biết trong thời gian này thị trấn Mosi được kiểm soát chặt chẽ về dịch bệnh. Nếu đến từ thành đô thì cần cách ly 7 ngày và làm xét nghiệm acid nucleic trong 7 ngày. Phóng viên đã gọi đến các cửa hàng ở thị trấn Mosi, làng Nipuing, làng Kyu, thị trấn Dewe, quận Lut và những nơi khác nhưng họ không thể kết nối. Chủ một biệt thự ở quận Lut nói với phóng viên Đại Kỷ Nguyên vào chiều ngày hôm nay vẫn còn dư chấn rất mạnh và xảy ra nhiều lần, có nhiều vết nứt nhưng không ai bị thương. Tôi nghe nói rằng hai người ở Lenki, thị trấn Lut đã bị đá lăn xuống và bị chết. Anh cho biết thị trấn Mosi, huyện Lut là tâm chấn trận động đất dữ dội, nhà anh cách tâm chấn hàng chục km nhưng chấn động vẫn rất mạnh. Lúc đó chỉ có 3 người trong nhà đang dọn dẹp và họ sợ hãi chạy ra ngoài. Anh nói rằng họ vẫn có 2 cuộc kiểm tra 3 ngày một lần tại khu vực địa phương và việc kiểm tra acid nucleic được thực hiện hầu như mỗi ngày. Trước khi trận động đất xảy ra, họ cũng đã kiểm tra acid nucleic vào sáng ngày hôm nay. Phóng viên Đại Kỷ Nguyên cũng đã gọi điện cho một số chủ nhà trọ ở thị trấn Mosi. Họ đều nói rằng họ không có ở đó và liên lạc tại địa phương đã bị gián đoạn và họ cũng rất lo lắng. Một nữ cư dân ở huyện Lu, thành phố Luju nói với Đại Kỷ Nguyên rằng cô sống trong một tòa nhà cao tầng. Thật đáng sợ, rung chuyển dữ dội, nó liên tục rung chuyển và không có thông báo trước. Nhưng còi báo động trong tòa nhà đã nổ tung trong trận động đất và tôi đã bỏ chạy. Đã quá muộn. Cư dân này cho biết sau trận động đất, tường của tòa nhà bị nứt. Đoạn video được đăng tải trên Internet cho thấy có những vụ lở đất và đá lăn xuống ở Hạt Lốt, tỉnh Gansu và những con đường địa phương bị phá hủy. Đoạn video trên mạng cũng cho thấy ngôi nhà bị nứt toác, bể cá tràn nước, nồi lẩu tràn ra ngoài và đèn rung lắc dữ dội. Bởi vì động đất, nước trong bể cá sắp trào ra, hôm nay có chút dữ dội, thần vương, hôm nay đã lâu không gặp. Cư dân mạng địa phương cho biết cửa của tòa nhà đơn vị kiểm soát dịch bệnh bị khóa chặt để không ai có thể thoát ra ngoài. Nó thực sự bị khóa. Một cư dân mạng khác nói, cảnh báo mà tôi nhận được khi làm xét nghiệm acid nucleic ở tầng dưới là sợ chết khiếp. Daju nói sợ quá, lần đầu tiên chấn động mạnh như vậy, bây giờ tay tôi vẫn còn run. Luật sư nhân quyền đại lục Bao Long Jun đã đăng lại một đoạn video về luật sư người Tứ Xuyên Lu Shiwe trên Twitter. Đoạn video và văn bản cho thấy luật sư Lucy chạy xuống tòa nhà để tránh trận động đất nhưng bị nhân viên bảo vệ chặn lại vì dịch bệnh, trận động đất nghiêm trọng hơn. Cũng có tin tức trên Internet rằng chính quyền địa phương ở Tứ Xuyên yêu cầu người dân nhanh chóng trở về nhà vì dịch bệnh quy định rằng họ không được xuống cầu thang hoặc tụ tập.
Ngoài trận động đất mạnh ở Thành Đô và Trùng Khánh, người dân ở khu đô thị Chiêu Đông, Đông Bắc Vân Nam cũng cho biết trận động đất rất mạnh, tôi gần như nôn mửa. 4 phút sau trận động đất 6,8 độ Richter xảy ra ở huyện Lút lúc 12 giờ 56 phút trưa, một trận động đất 4,2 độ Richter xảy ra ở huyện Simian ở vị trí 29,4 độ Vĩ Bắc, 102,17 độ Kinh Đông thuộc thành phố Yan, Tứ Xuyên. Sau đó hạt Lút hạt Simian lại trải qua một trận động đất khác với cường độ lần lượt là 3,1 độ Richter, 2,9 độ Richter và 2,8 độ Richter. Thưa quý vị, một trận lụt lớn đã xảy ra trên dòng chính của sông Mekong ở Phúc Kiến và mực nước của dòng chính của sông Xiang từ từ xuống. Theo Tuần Hoa xã Bắc Kinh đưa tin, được biết từ trụ sở quốc gia kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán rằng do lượng mưa lớn gần đây, dòng chính của sông Mekong ở Phúc Kiến và các phụ lưu của nó là Futusi, các sông Jinxiangxi, Shaanxi, Yeosi, Zhejiangjiang và Wunjiang ở Hồ Nam, các sông Ganjiang và Tân Cương ở Jiangxi và sông Liujiang ở Quảng Tây đã xảy ra lũ lụt vượt quá mực nước cảnh báo. Trong số đó, dòng chính của sông Mekong bị thiệt hại lớn do lũ lụt xảy ra một lần trong 30 năm, bị ảnh hưởng bởi dòng lũ từ các nhánh thượng nguồn, mực nước của hồ Đông Tinh và hồ Po Yang trên sông Dương Tử dâng lên chậm lại, nhưng vẫn thấp hơn mực nước cảnh báo hơn 1 mét. Theo quan trắc của Tổng cục Quốc phòng lúc 22 giờ ngày hôm qua, mực nước đỉnh lũ của trạm kiểm soát Yan Fumen trên dòng chính sông Mekong là 74,51m, vượt mức nước cảnh báo 8,51m và thấp hơn 1,39m so với mực nước đảm bảo, vị trí thứ hai kể từ số liệu đo được. Lưu lượng dòng chảy tối đa của hồ chứa Soku, dòng chính của sông Mekong là 35.900 mét khối mỗi giây vào lúc 2 giờ ngày hôm nay và chu kỳ quay lại là 30 năm một lần. Bộ Chỉ huy phòng chống lụt bão và cứu trợ hạn hán tỉnh Phúc Kiến đã điều động một cách khoa học hồ chứa thủy khẩu để giảm đỉnh lũ của dòng chính sông Mekong. Khả năng kiểm soát lũ hiện có của các vùng cửa chính của dòng chính sông Mekong đã đạt hơn 50 năm và lũ hiện đang rút đi một cách an toàn. Trước tình hình mưa lũ, thiên tai nghiêm trọng hiện nay ở Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam và những nơi khác, Tổng cục Bộ Quốc phòng yêu cầu các tỉnh, khu vực liên quan tăng cường hơn nữa công tác giám sát, dự báo và cảnh báo sớm, tăng cường tham vấn, nghiên cứu và nhận định bố trí khoa học các dự án phòng chống lũ lụt, củng cố các công trình hồ chứa, kè trọng điểm, đặc biệt cần làm tốt công tác phòng chống lũ an toàn hồ chứa và thiên tai lũ lụt, nỗ lực giảm thiểu thương vong. Hiện các tỉnh Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Tây và các khu vực phía Nam đã tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, cứu hộ các hồ chứa, đê điều, nỗ lực phát hiện và xử lý sớm các tình huống nguy hiểm. Trong đó, hai tỉnh Quảng Tây và Giang Tây đã phát hiện nguy hiểm các tình huống như rò rỉ nước, hồ, đập tràn, mái tràn đã được khắc phục khẩn cấp, nhưng tuyến kè sông chính vẫn chưa xảy ra nguy hiểm lớn. Theo dự báo thời tiết ngày hôm nay, vùng mưa phía Nam tiếp tục di chuyển theo hướng Đông, rìa trước di chuyển nhẹ về phía Bắc. Tổng cục Quốc phòng đã đến Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Tây để tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn chính quyền các địa phương làm tốt công tác chống lũ, cứu nạn, cứu trợ thiên tai. Thống kê cho thấy, tính đến 8 giờ ngày hôm nay, lượng mưa lớn trong 6 ngày qua đã gây ra tại các tỉnh Phúc Kiến, Quảng Tây, Tứ Xuyên, Chiết Giang, Quảng Đông, Giang Tây, Hồ Nam, Quý Châu, Vân Nam và 9 tỉnh phía Nam khác. Tổng cộng có 5,51 triệu người trong huyện bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 285.000 ha. 90 người chết và 50 người mất tích, 55.600 ngôi nhà bị sập. Thiệt hại trực tiếp về kinh tế là 8,9 tỷ nhân dân tệ, trong đó thiệt hại kinh tế trực tiếp của các dự án bảo tồn nước là 2,35 tỷ nhân dân tệ. Phúc Kiến, 96 người chết, 109 người mất tích, hơn 3,6 triệu người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Thưa quý vị, theo tin tức mới nhất từ Văn phòng Kiểm soát lũ lụt tỉnh Phúc Kiến, trong những ngày qua, tỉnh Phúc Kiến đã lần lượt hứng chịu những trận mưa lớn và gây ra những thảm họa thứ cấp như lở núi và lở đất. Tính đến 16 giờ ngày hôm nay, tại tỉnh Phúc Kiến đã có 96 người thiệt mạng và 109 người mất tích, cùng 3,6591 triệu người bị ảnh hưởng bởi thảm họa này. Theo Văn phòng Kiểm soát lũ lụt tỉnh Phúc Kiến, trận mưa xối xả đã làm mới hồ sơ lịch sử về lượng mưa ở nhiều nơi ở Phúc Kiến, gây ra thảm họa thiên nhiên hiếm có trong lịch sử.
Minjiang, Heilongjiang, Xinjiang và những khu vực khác đầu nguồn đã nhiều lần xảy ra lũ lụt lớn vượt mức cảnh báo, vượt mức nước đảm bảo hoặc vượt cao trình đỉnh kè. Theo thống kê, từ 8 giờ sáng ngày thứ 3 tuần trước đến 8 giờ sáng ngày hôm nay, có 4 quận có lượng mưa vượt quá 500mm, đó là Lus 618,5mm, Uyi Mountain 611,5mm, Pucheng 526mm, Zhanjiang 514mm, 400mm đến 514mm. Có 7 hạt với 499,9mm, 14 hạt với 300mm đến 399,9mm và 21 hạt với 200mm đến 299,9mm. Trong số đó, lượng mưa 64mm đã giảm trong 1 giờ ở Luster, 119mm ở Liancheng trong 3 giờ và lượng mưa là 1 lần trong 30 năm. Lượng mưa nhận được 225mm trong 6 giờ và lượng mưa vượt có 1 lần trong 100 năm. Núi Yuyi nhận được 327mm trong 24 giờ, lượng mưa lớn nhất trong lịch sử. Mưa xối xả khiến dung tích chứa của các hồ chứa khác nhau ở Phúc Kiến tăng mạnh và lưu lượng đỉnh của hồ Sanchoku đạt 25.200m3 mỗi giây, trận lũ lớn nhất trong lịch sử với chu kỳ hoàn lại một lần trong vòng 100 năm. Lưu lượng đỉnh lũ của hồ chứa Nguyenjiang Shuku đạt 35.000m3 mỗi giây với chu kỳ quay lại một lần trong 30 năm. Một trận lũ kéo dài 36 năm một lần xảy ra ở Tây Bắc của sông Yulong, một trận lũ kéo dài 30 năm xảy ra ở sông Xinjiang và một trận lũ vượt quá mực nước cảnh báo cũng xảy ra ở Xinjiang. Lượng mưa tập trung dài ngày, cường độ lớn và diện rộng đã gây ra lũ quét, nước sông dâng cao, thường xuyên xảy ra thiên tai, địa chất, sập một số lượng lớn nhà cửa, hư hỏng cơ sở hạ tầng, ngập úng đất canh tác ở các thôn, bản, thị trấn, dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng. Tính đến 16 giờ ngày hôm nay, thống kê sơ bộ cho thấy có 8 huyện, thành phố trong 60 quận, thành phố, huyện và 664 thị trấn thuộc tỉnh Phúc Kiến, bao gồm Nanping, Sanming, Longjiang, Yangzhou, Tuyền Châu, Ninh Đức, Fuzhou và Putian. 265,910.000 người bị ảnh hưởng, 527.300 người phải di dời khẩn cấp, 44.200 ngôi nhà bị sập, 96 người chết và 109 người mất tích. Hiện tại, tình hình thiên tai vẫn đang được thống kê thêm. Trước tình hình thiên tai, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Phúc Kiến đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, đoàn kết như một, chiến đấu không ngừng. Tối ngày hôm qua, Bộ Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Phúc Kiến lại ra thông báo yêu cầu tất cả các địa phương tiếp tục làm tốt công tác cứu trợ thiên tai và triển khai công tác tái thiết sau thiên tai. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị, gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu quý vị thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những video mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.